Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ, cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Linh, em năm nay 26 tuổi. Con tên Linh luôn hả con? Dạ. Em đang làm kế toán tại công ty xây dựng ở bên Bình Tân ạ. Làm kế toán hả? Dạ. 26 tuổi mà tôi tưởng 16 tuổi, tưởng chưa đủ tuổi tham gia chương trình chứ. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Và quê gốc em thì ở Hà Tĩnh. Và hiện tại là mình đang làm việc ở bên, sống và làm việc ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Đặng Quốc Uy. Em năm nay 31 tuổi, em quê ở Sài Gòn. Công việc làm của em là làm nhân viên văn phòng. Uy hả? Uy tín anh. Uy tín hả? Dạ. À. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy? Dạ, điểm mạnh của em là em không uống rượu, không hút thuốc lá. Tốt. Không cờ bạc. Hay quá. Và điểm yếu của em là đôi khi em hơi cấu gắt. Hơi gì? Cấu hả? Hơi cấu hả? Người hiền thế này mà cũng hơi cấu nữa hả? Dạ. Mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống rất là biết quan tâm người khác. Em là một người rất hòa đồng, cũng hay nói nhưng mà chỉ với người quen thôi. Còn gặp người lạ thì em cứ như là bị lạ chị, nên mình không có quen nói chuyện nhiều với người lạ. Ngại tiếp xúc người lạ ha. Dạ. Người lạ bây giờ mới là quen đó. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ, cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Trước lạ sao quen ha. Dạ chú. Bây giờ con cho chú biết là con đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ chú Quỳnh Linh, con trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình là năm con mới đi học cao đẳng đầu tiên á. Thôi yêu dạ. Sớm vậy. Còn một mối tình là cách đây 3 năm rồi ạ. Lý do quen được bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Dạ bọn con quen được 1 năm nhưng mà cho con bị tai nạn á. Nên con về nhà rồi, nói chung là xa về khoảng cách địa lý nên bọn con quyết định dừng lại. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn cho dạ, nên là rồi. Chưa có giữ nhau được. Dạ, à, dạ. Thôi thì thôi, giờ mình có người yêu mới. Dạ đúng không? Rồi. Rồi, bạn trai tình trường thì sao em? Dạ em thì nếu như chính xác thì chưa có mối tình nào á chị ơi. Hả? Chưa yêu lần nào, 30 mấy tuổi chưa yêu lần nào hả? Dạ nếu tính ra thích đó, thì hồi xưa thì có học cấp 3, có thích một bạn nữ từ năm lớp 10, lớp 12. Rồi trong cái công việc hàng ngày không có gọi là thổn thức với một trái tim nào khác giới nữa hả? Dạ do em cũng đi làm với lại em tham gia hội đoàn á. Ừ. Cho nên là em chỉ tập trung vô những cái đó thôi. Đi làm rồi về tham gia hội đoàn rồi đi tập thể thao này nọ thôi. Vậy tình trường tuy là lớn tuổi hơn rồi, cô gái nhưng tình trường là nhỏ hơn, ít hơn cô gái luôn. Rồi không có cái tình trường, không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi làm sao rồi biết hôn chăm sóc bạn gái rồi biết không? Dạ cái đó thì tôi em không có tình trường nhưng mà em biết quan tâm chăm sóc với người khác kìa. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Một người bạn trai của em là anh ít nói, chủ động trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là không hút thuốc. Uống rượu thì có thể nhưng mà mình uống cái vừa phải để giữ sức khỏe cho mình thôi. Cho anh khỏi có mấy cái đó rồi mình yên tâm. Dạ. Có cái gì khác nữa không? Có gì khó khó hơn chút? Anh sống giải tính một xíu tại em là người khó tính, hơi khó một xíu thì anh nên dễ tính. Dễ chứ mà 31 tuổi chưa yêu lần nào mà khó nữa là coi như là quắc luôn á. Dạ. Rồi. Bạn trai sao? Tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ mẫu người bạn gái của em là hiền, nhiều chuyện nhưng mà không hiền nhiều chuyện là sao? Nói nhiều nhưng mà không có nhiều chuyện. À. Gái thì kỹ tính chút xíu. Biết kính trên nhường dưới, quan tâm với lại mọi người trong gia đình. Điều gì em không thích ở người con gái? Nói nhiều chị. Giữ với nói nhiều chị. Giữ hả? Dạ. Có giữ không cưng? Dạ không, em không có giữ nhưng mà ảnh vừa kêu là thích con gái nói nhiều mà. Nói nhiều nhưng mà không phải nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện em. Dạ. Nói nhiều em... nói chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện thiên hạ. Em nói hơi nhiều nhưng mà chắc không có nhiều chuyện. Vậy dạ. Được rồi. Để chị qua chị coi. Chào chị. Chào anh. Mà lúng đồng tiền rồi ha. Trời ơi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Hôm nay tóc em lạ quá. Bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu như hợp thì sẽ 1 năm tới 1 năm rưỡi chị. Em cái mẫu người em được đặt ra có cái mẫu người lý tưởng giống như ai không? Na ná chị cũng được rồi. Chị á hả? Dạ. Chị dữ lắm. Dễ thương. Chị nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không quá nhiều chuyện là được rồi. Quá luôn á. Chị quá luôn á. Chị lo chuyện thiên hạ không à? Trời ơi, nhờ chị lo chuyện thiên hạ vậy mà em mới được lên chương trình này đó. Lành quá ha. Dạ. Được. Lành lắm bộ.
Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Nghe chị nói nhỏ nhắn thì em nghĩ là chắc cũng dễ thương. Dạ vậy thôi. Vậy thôi. Dạ, em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi ha. Em sẽ bất ngờ. Để anh qua kiểm tra đàn gái sao. Dạ nha. Dạ anh qua giùm em. Chào chú Huyền Linh đi con. Dạ. Chào con. Dạ chào chú. Chú chào con. Dạ chú chào. Trời chú Linh ơi. Con đâu có nhỏ nhắn gì lắm đâu. Hả? Con có mét lưỡi. Con có hay ghen không? Dạ con ghen dữ lắm. Nếu con ghen là con làm gì nè? Con giận, con không có nói chuyện gì hết. Vậy mà giữ gì? Dạ không, nó không nhắn tin, không nói chuyện gì hết. Mà đụng đến con đó con quạo lên nè. Quạo rồi con làm gì nữa? Dạ con gạo thôi, là hết giận là hết gạo. Đâu có gì dữ đâu. Dễ thương lắm. Kéo màn lên. Nào. Rồi. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Anh có cuốn sách tặng em. Dạ, em cảm ơn. Tặng anh con gấu bông nha. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Tuy tặng một cái quyển sách mà anh thấy rất là ý nghĩa. Đó là hiểu về trái tim ha. Để anh giới thiệu cuốn sách này chút. Dạ. À, đây là cái chữ của anh. Và cái chữ ký của anh. Ở đây là trái tim nha em, không phải thận. Dạ. Còn đây là thông tin liên hệ của anh. Mọi chi tiết trên đây. Dạ. Có gì muốn tìm làm trên đây hả? Dạ, anh chu đáo quá. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ngồi hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta có vài phút để trò chuyện nha, bắt đầu. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh rất là chân chắn và cũng rất là đẹp trai nữa. À, anh có cảm nhận gì về em không? Nãy giờ anh nghe chị Cát Tường nói bên đó anh cũng ngần ngợ. Mà giờ anh xác nhận là em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Anh có một bài thơ trong cuốn, mới đọc qua cuốn sách đó anh mới tặng em. Thương nhau thì phải hiểu nhau, hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật thà, thật chân thành với nhau. Dạ. Nhưng mà em nói trước nha, em thì hay ghen lắm. Với em thì em không có quan niệm là em gái nuôi, em kết nghĩa hay là gì đó. Dạ, với em thì những cái đó là không, tuyệt đối là không. Gặp con thì được, gặp con thì được, nhưng mà gặp người khác là không, con không chịu. Sao bạn trai mặt hoang mang vậy? Dạ. Mình có thống nhất với ý kiến của bạn gái không? Không. Đang ngồi suy nghĩ tới mấy cô em nuôi, chị nuôi kia giờ xử lý sao đây? Lấy vợ lấy chồng hết rồi chị ơi. Hên quá. Anh có quan niệm về con gái con trai không? Ví dụ như mà em lấy anh xong rồi em đẻ con gái không à? Hoặc là con trai không à? Không, chị anh thì anh sao? Con nào cũng là con. Nhưng mà về cái tính nết dễ thương á thì anh thích con gái hơn. Anh cũng thích con gái hơn. Thích trai có được đâu. Lai anh được. Bây giờ một câu để ta chốt lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ gì về người đối diện? Mình đang mong muốn điều gì? Trái tim mình đã rung động chưa? Khi mà gặp diện mạo của em á thì anh bắt đầu rung động rồi. Anh thấy là mình có duyên lên đây. Để mà sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì mình sẽ cho nhau một cơ hội. Thì hy vọng tí nữa em sẽ cùng anh bấm nút. Dạ. Bạn gái muốn nói gì nữa không? Còn em thì ấn tượng về anh rất là tốt. Anh một người rất là hiền. Nếu mà tìm hiểu hợp thì chúng mình tới với nhau. Ok. Hay quá. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Rồi, đầu tiên chúng ta nắm tay nhau đấy. Còn hôn thì cô gái hôn chàng trai trước để học hỏi. Thấy sao? Đã. Đã không? Được không? Lại làm được, lại. Làm lại. Hay đó. Quá.